Chào quý khán giả trong kênh YouTube Út Tròn. Hôm nay dự lễ nhập quan của bà Nguyễn Thị Biểu. Bà đã trừ trần vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 6 tháng 11 năm Nhâm Dần. Bà hưởng thọ được 96 tuổi. Quê quán của bà ở ấp Phước Hảo, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng của bà vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Cái giò cột mở ra luôn. Mở ra luôn. Dưới đấy chú chặt bỏ luôn. Chặt ở nhà chặt đi. Chặt chục dũng đồn. Không ơi. Không. Mở cái này không? Cột dây cột mở ra hết. Rút ra không? Rút ra luôn. Không ơi. Không. Mày lên cho chú mày. Mày lên cho chú mày chặt dùng tao không? Giờ qua bên này đưa họ vô kia ra. Chặt nha, chặt cắt không? Thì điếm đi con. Không có, chỉ mình thấy cái dạng này, cái dạng kia, cái này mà rớt ra, mình ráp vô dễ chứ đâu có thấy tụi thân. Có gì? Dưỡng. Thì mình tháo đi, cái này mình tháo. Hôm nay mình để lại việc mình kéo hôm nay. Không có hả? Biết rồi. Help. Nhà ngoại con cho
cái búa nào bự bự không hả? Có. Ngay chỗ này hả? Tôi để ngay chỗ cửa nè. Chìa khóa hả? Mày có kiếm cái kem không bỏng luôn là kem mình đóng ra để cái gì dẹp cái chiếc giường á. Cái ba đường, cái nổi đường. Mẹ không nhớ. Đọc cái lưng ra. Tay xuống chứ tay không được. Được cái chú đó gặp rồi. Rồi đâu đã kêu qua đem theo đem ra cái trình kiếm dạ. Cái nào đem ngoại đem theo đem ra. Cái này là
chân nghe được. Còn áo quần gì nữa không? Hết rồi, nhiều áo quần đó thôi. Còn hết chưa? Thôi đi Hiếu nó để lại đi. Còn cái này để đốt đi ha. Để đốt rồi, để đốt đi. Là bỏ mấy ông rồi lại. Xá xá lại hay lại luôn, đứng vậy xá xá. Tư muốn là anh Tư.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ngày mai là khoảng là 8 giờ rưỡi 9 giờ giờ cúc nữa em.